Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả cùng đến với không khí của giải bóng đá TPBank 2022. Giải bóng đá được tổ chức làm kỷ niệm 14 năm thành lập ngân hàng TPBank. Cuộc đối đầu giữa cao thủ miền Nam 1 và miền Nam 6 TBS và cao thủ Phan Đăng Lưu Tiền Giang. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 1 của bảng B. Cuộc đối đầu mà chúng ta đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm. Một trận đấu sẽ khởi nguyên cho phong độ của hai đội bóng. Tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh của Phan Lê Tiền Giang xuất phát từ một đường chuyền dài. Cú đá ngay rất nguy hiểm. Cú đá của đội trưởng bên phía bên 51, bên 56. Cú đá rất căng của Hữu Tiến. Lại thêm một tình huống nữa mà ở hàng tiền vệ cũng như và trận tấn công của đội bóng áo xanh, họ đã có một sợi dây liên kết rất chặt chẽ. Mọi người rất hay. Vẫn là những tình huống mà cao thủ bên 1, bên 6 đang tổ chức chơi đánh trận ở tầm cao. Rồi, chơi chơi, công vào. Rất đáng tiếc. Một khoảng trống mênh mông và chúng ta hãy nói tới khả năng chuyển đổi trạng thái của cao thủ Phan Lâu Tiền Giang. Cú đá của anh Tuấn. Tình huống đá mà thủ môn Bình Nhật đã chơi tốt trong tình huống vừa rồi. Đó là những sự nguy hiểm tiềm tàng mà cao thủ Phan Lâu Tiền Giang có được khi chỉ cần một đường chuyền thôi. Phan Lâu Tiền Giang họ đã chơi với sơ đồ đội hình là 3-2-1. Rồi, cao vào. Vẫn chưa có bàn thắng. Hai cú dứt điểm. Lại thêm một tình huống nữa mà Tấn Đình cùng với Hoàng Phi đã tìm thấy nhau. Trước thẻ vàng đầu tiên đã được chủ tài rút ra. Một quyết định rất nhanh của trọng tài. Một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Và lúc này cao thủ B51, B56 đang đứng trước quả đá phạt đền. Chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống này. Cơ hội rõ nét nhất cho các thủ áo xanh. Đứng trước quả đá phạt là đội trưởng số 10 Hữu Tiến. Chúng ta hãy chờ đợi cú sút này của Hữu Tiến. Cú đá vào, tỷ số là 1-0. Đã không có một sai lầm nào cả. Mặc dù Văn Đình đã đổ người đúng hướng, cú đá là quá khó. Tỷ số được mở cho cao thủ B51, B56. Một lần nữa Hữu Tiến đã cho thấy cái đầu lạnh của mình trên chiếu đá bền. Những toan tính về mặt chiến thuật của các thủ áo đỏ sẽ được phát huy. Khá nguy hiểm. Cú đá ngay, cầu vào. Tình huống cỡ lòng bàn chân trái rất tốt của cầu thủ số 12. Cú đá vừa rồi là của Duy Tiệp. Vẫn còn Tấn Đình. Vẫn là Tấn Đình. Ngày hôm nay Tấn Đình cùng với cái tên Duy Tiệp tỏa xanh. Vẫn chưa có quá nhiều những cơ hội cho các thủ đỏ. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Cú đá. Một đều. Cú đá tuyệt hảo. Đó là cú đá của Minh Tú. Minh Tú là người đã ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Cú đá quá tốt của thủ số 28.
có thể thấy rằng lúc này tỷ lệ cái sân bóng đang phần lớn nghiêng về cao thủ bên hàng 1, bên hàng 6. Và dâng cao, cú đá ngay. Đó là cú đá của cầu thủ số 2. Thêm một tình huống nữa mà anh Tuấn cho thấy được tốc độ cực kỳ nổi bật của mình. Các thủ phải lưu tiền rằng cho tới thời điểm này họ không cần thi đấu tốn quá nhiều sức, họ chơi phòng ngự. Quả nhà gót không thành công. Trọng Cường, Trọng Cường rất đáng tiếc. Trọng Cường đã xử lý tốt trong những pha xử lý để khi mà anh kết thúc cái duyên ghi bàn của Trọng Cường, như vậy đã có bàn thắng cho cao thủ B51, B56. Ba cú dứt điểm và đã có bàn thắng thứ hai. Cú đá là của cầu thủ số 7, Trọng Cường. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha phượm dẫn tới bàn thắng của các thủ B51, B56. Cú đá quá tốt. Như vậy lúc này tỷ số là 2-1 cho các thủ áo xanh. Cú đá ngay! Tuyệt vời! Hai bàn thắng đều tới một thời điểm rất nhanh. Cú đá tuyệt vời của cầu thủ số 8 Tấn Đình. Tỷ số là 4-1 cho các thủ B51, B56. Khoảng cách là 3 bàn rồi. Những giây phút thi đấu cực kỳ thăng hoa của các thủ áo xanh. Những phong thái rất lạnh lùng, và sau khi bàn thì cầu thủ số 27 Hùng Phi cũng đã khâu ăn mừng một cách quá vui mừng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại quả đá rất nỗ lực của cầu thủ số 27. Rất có thể đây sẽ là tình huống đá thẳng. Cú dứt điểm, cầu cực. Cú đá bóng đi quá cao. Chú cứ lòng bóng đi rất xoáy đến điểm rơi khi mà Duy Tiệp vẫn đang nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ từ đồng đội ở tuyến dưới. Cú dứt điểm khá nguy hiểm, vẫn còn cơ vào. Hai cú dứt điểm, thủ thành Minh Nhật đã chơi quá xuất sắc. Một tình huống tập trung của thủ thành Vinh Nhật với sự thay đổi người bên phía đội bóng xanh. Cầu thủ vào sân là cầu thủ số 18 Thanh Hiền. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại một cơ hội 10-10 cho các thủ áo đỏ. Tình huống dứt điểm ở chân trái và cú đá bồi sau đó cũng không thành công. Nỗ lực của Thanh Hiền, cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía đội bóng áo xanh. Anh Đạt, anh Tuấn, cú đá của anh Tuấn không vào. Một khoảng trống mênh mông cho anh Tuấn, đã có sự quan sát. Một cú cúa lòng suýt chút nữa đã hoàn hảo. Thái Tân và mình khá thoáng. Cú dứt điểm ngay rất nguy hiểm. Ở một cú đá có sự quan sát và đột biến rất cao của Đình Hưng, cầu thủ số 13. Một cú vùng trần
cực kỳ điều nghệ. Như vậy sự thay đổi người bên phía đội bóng đỏ. Lúc này thì cầu thủ số 5 vào quần số 5 nhưng áo lại là số 16, có vẻ như đó là Bình Thịnh. Và chính xác Bình Thịnh vừa vào sân. Và sau khi vào sân thì Bình Thịnh sẽ tham gia ở mặt trận phòng ngự. Lợi thế cho các thủ về 51 56. Bỏ trống tuyệt vời. Chúng ta hãy nói tới khả năng chuyển đổi trạng thái của các thủ về 51 56 khi việc mà các thủ Văn Đầu Tiền Giang họ đang phải nhận rất nhiều cái sự bất lợi và sự nỗ lực để có được những bàn thắng đã khiến cho hàng phòng ngự của đội bóng đỏ lộ ra rất nhiều những sơ hở. Tỷ số là 5-1. Tác giả cho bàn thắng vừa rồi là cầu thủ số 7, đó là Trọng Cường. Một cú đá mà đối với Trọng Cường đã rất phạt công nhanh. Thêm một cơ hội nữa. Cú dứt điểm. Bàn thắng thứ 6. Đó là cú đúp của Trọng Cường. Lại thêm một tình huống nữa mà Trọng Cường đã rơi vào một tình huống không thể không ghi bàn. Và nói chính xác đó là bàn thắng thứ 3 của Trọng Cường, cú hat-trick cho cầu thủ số 7 bên phía 51-56. Cú dứt điểm khá đơn giản của cầu thủ số 7. Cái biệt lúc này đã gia tăng lên con số 5 rồi. Anh Tân góp vào. Một cú đá có thiên hướng quan sát tốt của Thanh Tân. Đối chuyền của Việt Hùng. Tài cùng theo dõi lại cú đá vừa rồi. Và tới lúc này tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cũng đã vang lên. Chiến thắng chung cuộc 6-1 cho các thủ miền Nam 1, miền Nam 6 TBH. Một chiến thắng quá thuyết phục với Hữu Tiến và những đồng đội của mình. Một ngày thi đấu mà Phan Đăng Lưu Tiền Giang Một ngày thi đấu mà các thủ Phan Đăng Lưu Tiền Giang họ cũng đã chơi cực kỳ nỗ lực ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Tiếc rằng trận giao quân đầu tiên thì cao thủ miền Nam 1, miền Nam 6 đã cho thấy được sự áp đảo về mặt đối chơi. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những chiến thắng quan trọng để giúp cho phong độ của họ có thể duy trì trong xuyên suốt mùa giải lần này. Một lần nữa xin chúc mừng với chiến thắng của cao thủ miền Nam 1, miền Nam 6. Và tới lúc này, buổi thực tập trực tiếp và phát sóng của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.